Xin chào, tại bài giảng này thì mình sẽ nói về tam giác phơi sáng để làm sao các bạn có thể điều khiển được những cái thông số rất là cơ bản trong máy ảnh. Chúng ta có thể chụp được những bức ảnh mà nó ánh sáng chính xác nhất. Thì tam giác phơi sáng hôm nay mình sẽ nói đó sẽ gồm 3 yếu tố chính, đó là tốc độ, khẩu độ và ISO. Hình minh họa sẽ là một cái tam giác ánh sáng như này. Và chúng ta sẽ có 3 yếu tố này quan trọng nhất để giúp cho bức ảnh của chúng ta đúng sáng. Và có rất nhiều kỹ thuật ở trong đây chỉ xoay quanh 3 cái yếu tố này thôi. Các bạn lưu ý nhé, hãy xem cẩn thận đến cuối cái video này để chúng ta có thể nắm vững được 3 yếu tố giúp chụp ảnh chính xác. Rồi, mình sẽ nói dần từng yếu tố một. Thứ nhất là về tốc độ. Tốc độ ở đây mình muốn nói đến không phải là tốc độ các bạn chụp nhanh đâu nhá. Muốn nhấn mạnh ở đây chính là tốc độ của màn chập. Tốc độ của màn chập là thời gian mà cảm biến của máy ảnh tiếp xúc với lại ánh sáng. Nó thường được tính bằng đơn vị giây. Thì các bạn hay nhìn nó xuất hiện. Ví dụ như là ở trên màn hình của chiếc Sony A6000 mình đang sử dụng để làm ví dụ trực quan ở đây, thì nó được biểu thị ở dạng 1/60. Đây là 1/60 giây, đơn vị là giây nhá. Thì các bạn xem, khi mà mình mở ra này, đây là 1 giây này, 1 giây này, 1 giây có cái phẩy phẩy ở trên này, thì ánh sáng sẽ vào cảm biến nhiều hơn. Khi mình cho nó bé đi, 1/800, các bạn thấy chưa, nó đã tối đi. Vậy thì tốc độ càng tăng, tốc độ càng tăng, càng nhanh lên thì ánh sáng vào cảm biến sẽ ít đi. Thêm ví dụ trực quan nữa cho mọi người nhìn. Khi mà mình mở cảm biến ra cho mọi người nhìn nhá, đây đang ở tốc độ là 1/1000 nhá. Mình đang để ở tốc độ là 1/1000 nhá. Mình sẽ ấn chụp cho các bạn xem. Rất nhanh đúng không ạ? Rất nhanh. Và cái ảnh nó ra sẽ là như này, sẽ là tối. Nhìn thấy chưa? Đây là ảnh vừa chụp. Rồi tiếp theo, bây giờ mình đã chỉnh nó lên tốc độ là, thôi mình để 2 giây đi cho mọi người dễ nhìn. 2 giây này. Đấy, cảm biến sẽ được mở đúng 2 giây, sau đó màn chập mới đóng lại. Thì bây giờ bức ảnh của chúng ta sẽ ra một màu trắng, tại vì có rất nhiều ánh sáng nó đã đi vào cảm biến. Rồi các bạn hãy nhớ cho mình, tốc độ càng tăng càng nhanh hơn thì ánh sáng vào sẽ ít hơn, và tốc độ càng giảm, thời gian lâu hơn, phơi lâu hơn thì ánh sáng vào nhiều hơn. Tác dụng của việc ứng dụng cái tốc độ này trong việc chụp ảnh nó sẽ là thế nào? Tác dụng của tốc độ sẽ giúp cho thứ nhất đó là thu nhận ánh sáng nhiều hơn hoặc ít hơn. Tác dụng thứ hai đó là tốc độ càng nhanh thì cái khả năng bắt khoảnh khắc nó sẽ tốt hơn, cái hình ảnh nó cô đọng hơn. Còn nếu mà thời gian phơi sáng nó dài hơn, tốc độ màn chập chậm hơn ấy, thì những cái hình ảnh di chuyển này sẽ tạo thành vệt mờ. Mình cũng có thể ví dụ trực quan luôn ở trên chính những chiếc máy đang quay hiện tại bây giờ, máy B-roll nào. Bây giờ mọi người nhìn vào cái tay của mình nhá. Thì tốc độ bây giờ đang là 1/50 đúng không ạ? Bạn camera bạn sẽ giảm tốc độ màn chập đi. Nào, giảm đi em. Đến bao nhiêu phải báo anh nhá. Mình vẫn sẽ lắc tay nguyên như thế. Hả? 1/10. Các bạn nhìn kỹ xem có phải là cái tay của mình bây giờ nó sẽ tạo thành rất là nhiều vệt đúng không ạ? Vệt rất dài và nó không rõ được cái bàn tay của mình nữa. Đấy. Bây giờ mình sẽ tăng tốc độ lên. Lên 1/100. 1/100, các bạn có thể nhìn rõ được tay chưa? Rồi, thêm một lần nữa mình sẽ tăng tốc độ lên nhanh hơn nữa. Đấy là 1/400. Ok, ok. Thì tốc độ bây giờ đang là 1/400. Thì hình ảnh có tối đi không em? Đúng rồi, thì hình ảnh bây giờ đã tối đi và các bạn có thể nhìn rõ được là bàn tay của mình, thậm chí nó ra được hai bàn tay, nó bắt được cái hình ảnh và nó cô đọng được hình ảnh một cách rất là tốt. Rồi xin mời trở về 1/50. Mình sẽ nốt lại ở đây. Thứ nhất,
tốc độ màn chập. 1. Ánh sáng. Tác dụng thứ nhất, tốc độ màn chập mà tăng thì ánh sáng sẽ giảm. Điều thứ hai, tốc độ càng giảm này thì ánh sáng sẽ tăng và cảm biến sẽ nhiều hơn. Đây là tốc độ màn chập nhá. Mình nhắc lại một lần nữa, đây là tốc độ màn chập. Mình bổ sung một chút, ngoài cái việc mọi người có thể tìm từ khóa là tốc độ màn chập ra bằng tiếng Việt thì mọi người có thể tham khảo bằng tiếng Anh, nó sẽ là shutter speed, tốc độ ạ, để mọi người có thể tham khảo thêm nhiều cái ứng dụng của nó trong việc chụp ảnh nó tốt hơn. Bây giờ đến phần 2, khẩu độ. Khẩu độ hay là mình chúng ta sẽ viết tiếng Anh là aperture. Viết thiếu chữ R đây anh em. Khẩu độ là độ mở của ống kính, nó sẽ quyết định cái luồng ánh sáng đi vào cảm biến. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn rõ, mình đã chuẩn bị một cái lens có độ mở rất lớn, đó là f1.8. Khẩu độ là chúng ta sẽ thường nhìn thấy ở trên các lens, và nó ký hiệu ở chữ F, kiểu 1.8, rồi là 2, rồi là 4, rồi là 8. Vậy thì đấy là gì? Đấy nó sẽ là cái lượng tiết diện mà ống kính sẽ cho cái luồng ánh sáng đi vào. Ở đây mọi người có thể nhìn kỹ, nhìn rõ này. Đây là mình đang để ở F1.8 đây này. F1.8, và bây giờ mình sẽ tăng lên này. Nó đã về F5 này. Thì cái khẩu độ này nó như là cái cửa sổ của chúng ta vậy. Cứ mở ra càng to thì luồng ánh sáng đi vào căn phòng càng nhiều. Còn đóng lại dần thì cái luồng ánh sáng đi vào phòng nó sẽ ít đi, vì căn phòng nó sẽ tối hơn. Ngoài ra, cái khẩu độ này nó còn quyết định một điều nữa, đó chính là cái độ nét của hình ảnh ở trên máy ảnh của chúng ta thu nhận được nhá. Và cái thuật ngữ này thì được gọi là DOP, độ sâu của trường ảnh. Thứ nhất, càng mở thì sáng, đóng thì tối. Mở thì là F nhỏ, còn đóng thì là F càng to thì hình ảnh nó sẽ tối đi. Và liên quan đến một vấn đề nữa mình vừa nhắc đến, đó chính là thuật ngữ DOP. Nó sẽ là độ sâu trường ảnh, hay là nôm na mọi người hiểu là cái độ nét, nét dày hay không ấy, hay là tẩy phông. Thì đây chính là cái DOP này. Ví dụ minh họa nhé mọi người. Rồi, ở trên chiếc máy Biron luôn. Đây nha. Thì mình sẽ nhờ bạn kỹ thuật, bạn ấy lấy nét vào tay của mình. Bây giờ mình sẽ mở đến 1.8. Lấy nét vào tay chưa? Bây giờ khẩu độ đang là 1.8 và hình ảnh rất là sáng đúng không ạ? Rồi tiếp, mình sẽ nhờ bạn ấy thay đổi về khẩu độ là F4. Chuyển về F4. Rồi bây giờ chuyển về F4 rồi, bạn ấy sẽ thấy lấy nét được mờ mờ cái mặt mình đúng không ạ? Vừa rồi chỉ lấy ở bàn tay, bây giờ thấy được cả mặt mình rõ rõ hơn được một chút, và hình ảnh nó đã tối đi rồi. Đấy là về ví dụ minh họa trực quan cho phần khẩu độ. Ví dụ khi sử dụng này thì chúng ta ứng dụng là chúng ta dùng khẩu độ để chúng ta có thể làm nổi bật hình ảnh hơn, thu nhận nhiều ánh sáng hơn. Khi mà chúng ta mở lên, chúng ta chụp chân dung một người thì chúng ta chụp khẩu độ lớn kiểu F1.2, F1.8, F1.4 để cho nét hơn. Rồi là có bong ke, những cái nền đằng sau nó mờ đi, nổi bật nhân vật hơn. Còn chụp gia đình, chụp đoàn hay là chụp phong cảnh thì chúng ta để cái F8 đến F càng sâu càng to hơn một chút thì nó hình ảnh nó sẽ nét hơn rất là nhiều. Thì thế thôi, nét hơn là tốt thôi.
Mình sẽ vẽ rất nhiều cái khẩu độ ở đây để cho mọi người có thể tự tưởng tượng ra. Cái hình tròn này biểu thị là một cái ống kính này. Độ mở to nhất thì là mở hết ống kính này. Độ mở 1.2 đi. Đấy, 1/2 này, 1/4 này, ánh sáng vào chỉ còn một tí thôi này, ánh sáng 1/8 này, những cái lá khẩu này. Đấy, nhà sản xuất thì họ thiết kế lá khẩu tam giác các kiểu ấy, còn mình thì mình thiết kế lá khẩu hình chữ nhật nhá. Đấy, để cho mọi người nhìn so sánh. Và đây là khẩu độ. Một điều nữa mà mình cũng nhắc mọi người, vậy thì cái gì sẽ quyết định cái khẩu độ này? Thì khẩu độ quyết định chính là do cái len. Len cái ống kính mà mình lắp trên body. Còn tốc độ màn chập thì quyết định bởi cái máy. Đấy, đây, khi mà tháo ra được này là do cái này nhá, khẩu độ do cái này quyết định này. Do cái thiết kế ở trong đây này quyết định này. Đấy, vậy là chúng ta đã xong phần khẩu độ. Tiếp đến phần ISO. Và ISO, ISO là độ nhạy ánh sáng của cái body mà chúng ta sử dụng. Ví dụ như ở đây chiếc A6005 nó sẽ có giải ISO cảm nhận và độ nhạy ánh sáng nó từ 100 cho đến một con số rất lớn là 256.000 ISO, rất là cao luôn. À, thì chúng ta xem nhá. Rồi, ISO là con số hiển thị ở góc ngoài đây. ISO chiếc máy này có ISO từ 100 cho đến, đấy, con số đây rất lớn luôn, 20.000, 25.600, 32.000, 40.000, 51.200. ISO rất là lớn luôn. Và chúng ta cũng có thể thấy luôn trong quá trình mình thực hiện đây, đó là ISO mà càng tăng thì hình ảnh chúng ta thu nhận được nó càng sáng, sáng lóa luôn này. Vậy thì ISO được quyết định bởi cái body mà chúng ta sử dụng. Cái những chiếc body máy ảnh mà càng hiện đại thì sẽ càng có cái mức ISO nó cao hơn. Nhưng mà chúng ta cũng gặp một cái giới hạn nho nhỏ đó về ISO. Đấy là càng tăng ISO thì sẽ tạo thành càng nhiều những cái vệt, cái hạt noise, cái độ nhiễu mà chúng ta gặp ấy. Như ở trên điện thoại mà mọi người hay gặp cái tình trạng đấy là chụp ảnh buổi tối thì nó hơi nhiễu nhiễu một chút. Thì đấy là do cái điện thoại chúng ta đã chụp, chúng ta gặp tình cảnh là điện thoại buổi tối ấy, chụp nó hơi nhiễu nhiễu một chút. Đấy là do là điện thoại buổi tối nó đã tăng mức ISO tối đa rồi và nó không thể cảm nhận được thêm ánh sáng nữa, thì nó tạo ra những cái hạt nhiễu nhiễu đấy. Thì điện thoại mà càng xịn hơn, điện thoại mới hơn, đắt tiền hơn, ví dụ bây giờ có iPhone 16 Pro thì nó sẽ có mức ISO nó tốt hơn, nó cao hơn và nó ít nhiễu. Đấy, thế thôi. ISO, độ nhạy ánh sáng. Và mình hay đùa mọi người đó là ISO thì được quyết định bởi cái gì? ISO quyết định bởi body, mà body càng mới, càng nhiều tiền, ISO tốt hơn. Và ISO được quyết định bởi tiền ha. Đấy, rất là đơn giản đúng không ạ? Và ISO thì nó sẽ thuận với lại ánh sáng. ISO ánh sáng này, ISO càng tăng thì ánh sáng thu nhận được vào càng nhiều hơn. ISO, ISO rất là đơn giản và dễ hiểu. Nhưng mà chúng ta cần phải nắm vững được đấy là cái máy của chúng ta, cái body máy của chúng ta đang sử dụng thì cái mức ISO tốt nhất của nó sẽ là bao nhiêu. Với mình ví dụ như là con A6005 này đi, thì mình đã trải qua và sử dụng của nó thì ISO ở mức dưới 8000 của nó là xài được. Một số trường hợp thì mình có thể sử dụng mức ISO 8000. Còn một số trường hợp khác nếu mà không hiểu về ánh sáng thì ngay kể cả các bạn có sử dụng ở mức ISO 2000 nó vẫn noise, nó vẫn nhiễu hạt không tốt. Trên điện thoại thì cũng thế. Với mình thì mình có thể sử dụng là iPhone 11, iPhone 12 ở cái mức ISO mà buổi tối hơn một chút ấy, thì mình chỉ sử dụng ISO mức 500 đến 800 thôi. Tại vì đấy cái giới hạn của nó rồi, cái thiết bị của nó nhỏ mà, thì nó không thể nào mà nhạy hơn được, tốt được bằng máy ảnh. Vậy tổng quan thì chúng ta đã kết thúc cái hành trình này.
Thì chúng ta cần nắm vững được ba yếu tố này để chúng ta có thể chụp ảnh được một cách là đúng sáng. Và thứ hai nữa là có rất là nhiều thủ thuật ở trên sử dụng bằng ba cái yếu tố này. Mình sẽ để cái hình ảnh này ở đây cho mọi người lưu lại tham khảo này. Đấy, một lần nữa thì bây giờ mình sẽ giúp cho mọi người. Tiếp cận với lại ba thứ này một cách dễ hơn bằng một bài tập như sau. Thứ nhất là mọi người hãy chụp cho mình 10 bức hình ở tốc độ màn chập khác nhau nhưng hình ảnh nó vẫn đủ sáng. Đó, khó chưa? Tốc độ khác nhau, vậy thì mọi người nên chụp ở tốc độ từ 2 giây này, từ tốc độ 1/10 này, tốc độ 1/100, tốc độ 1/400 đấy, đấy. Ví dụ nhiều như thế. Mọi người chụp nhiều ở tốc độ màn chập khác nhau nhưng mà hình ảnh nó vẫn đủ sáng, không cần thay đổi nhá. Ví dụ như ở đây mình có thể đặt một chiếc máy, chính xác ở đây vật thể mình có thể setup bằng cái cây bút này chẳng hạn. Đấy. Và mình chụp 10 cái ảnh khác nhau và mình thay đổi cái tốc độ màn chập để mình xem là nó có thay đổi gì không. Thế nhưng mà mình nên chụp cái tốc độ màn chập này là chúng ta chụp ở cái quạt của gia đình nhá. Chúng ta bật cái quạt, xong rồi chúng ta coi cái quạt, đây là cái quạt nhá. Và chúng ta đặt cái máy cố định như này, sau đó chúng ta thay đổi tốc độ và chúng ta chụp để chúng ta hiểu được là cái tốc độ chuyển động nó thay đổi, nó ảnh hưởng như thế nào vào khuôn hình của chúng ta. Xong phần bài tập của tốc độ màn chập. Phần bài tập của khẩu độ thì như thế nào? Thì cũng tương tự như cái quạt đấy. Nhưng mà lưu ý hơn bây giờ là cái quạt đấy, đây là cái quạt vật thể của chúng ta, chúng ta phải đặt xa tường hơn một chút. Và đằng sau thì chúng ta nên có cái đèn hoặc cái màn hình điện thoại, chúng ta để đằng sau đấy xa ra. Và khi thay đổi, cũng chụp 10 bức ảnh, ánh sáng giống hệt nhau nhưng mà khẩu độ bây giờ lại thay đổi. Chúng ta chụp từ khẩu độ mở lớn nhất, ví dụ như cái lens của mình đang có là 1.8. Dần dần chúng ta sẽ tăng cái khẩu lên, nó thành F8, F10, mắc cái khẩu độ này. Đấy, nó lên được F22. Chúng ta chụp 10 cái bức ảnh như thế và vẫn phải đủ sáng để chúng ta thấy được là cái độ thay đổi về khẩu độ nó có tác dụng như thế nào, nó thay đổi về cái trường ảnh ra làm sao. Tiếp đến phần bài tập của ISO, cũng tương tự như hai bài tập trên, lại chụp 10 tấm ảnh nữa, thay đổi ISO cùng một điều kiện ánh sáng như thế để chúng ta kiểm tra xem là ở cái mức ISO nào là tốt nhất. Không phải là ISO càng nhỏ càng tốt đâu nha mọi người nhé. Mỗi một chiếc máy ấy, nó sẽ có một cái đoạn ISO nó tốt và nó có cái giải sáng tốt nhất của cái máy đấy thiết kế nhá. Không phải luôn là 100 thì là tốt nhất đâu nhá. Nhiều cái máy ấy, bình thường nó sẽ tốt ở cái mức ISO là 250, 400, 500, 800 thì nó có cái giải sáng dynamic range nó tốt nhất. Thì đấy là phụ thuộc vào cái thiết bị mọi người đang có. Hãy làm bài tập như thế để mình biết được là ISO nào ở trên cái máy là tốt nhất. Và thay đổi ISO đến cái mức bao nhiêu thì là nó sẽ bị nhiễu. Đấy là mình đã gợi ý cho mọi người một cái bài tập rất là đơn giản. Và bài tập này là bắt buộc đối với những người học viên ở tại Sương Media của chúng mình. Thì hy vọng là thông qua bài tập này thì mọi người có thể hiểu rõ hơn là về tốc độ, khẩu độ và ISO. Hãy nhớ đi nhớ lại bài học này tại vì nó sẽ theo mọi người trong suốt cái quá trình mà sử dụng máy ảnh nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở bài tập sau. Bye!